Mục 18.4.3 1. Là chú ý về tối ưu hóa. Xuyên suốt cuốn sách, ta chỉ tập trung vào những kỹ thuật tối ưu hóa số học vì một nguyên nhân thực tế là mọi hàm chúng ta gặp phải trong khoa học sâu phức tạp đều có thể tối ưu hóa một cách tường minh. Tuy nhiên, sẽ hữu ích nếu chúng ta hiểu được những kiến thức hình học mà ta có được ở trên nói về tối ưu hóa một cách trực tiếp. Giả sử ta muốn tính giá trị của x0 giúp tối cực tiểu hóa hàm lx nào đó và có một người đó đưa cho ta một giá trị và cho rằng giá trị này giúp cực tiểu hóa hàm L. Bằng cách nào ta có thể kiểm chứng rằng đáp án khỏi hợp lý? Ta xét lại nào, đó là L đây, x0 cộng epsilon bằng này. Dạo hàm của lx theo x tại không. Nếu giá trị gradient khác không, ta biết rằng có thể bước một bước về hướng trừ epsilon nhân với đạo hàm nhân với gradient của nó x0 để tìm giá trị L nhỏ hơn. Do đó, nếu ta thực sự ở điểm cực tiểu sẽ không thể có trường hợp đó. Ta có thể nhận rằng nếu x là một cực tiểu thì cái đạo hàm của Lx tại x0 sẽ bằng 0. Ta gọi những điểm mà tại đó cái thằng đạo hàm của nó bằng 0 là điểm tới hạn hoặc là critical point. Điều này rất hữu ích bởi vì trong một số phép thiết lập hiếm gặp, ta có thể tìm được các điểm có gradient bằng 0 một cách tường minh, từ đó tìm được điểm có giá trị nhất. Cụ thể, xét với trụ như sau, ta có đạo hàm 4 này. Hàm này có đạo hàm là 12 này. Giản thôi. Đó này. Các điểm cực trị duy nhất khả dĩ là x bằng trừ 1, đúng không ạ? Trừ 1, x bằng 0 và x bằng 2. Khi đạo hàm lấy các x lần lượt là trừ 5, 0 và trừ 32, sẽ có cái x này. Để... trừ 5 à? Trừ 5 à? Đạo hàm được là trừ 5, 0, trừ 5, trừ 2 nhỉ, x bằng 0, hàm, thứ 2 chị, hàm, và do đó ta cận rằng các cực tiểu hóa hàm x bằng 2, ta có thể kiểm chứng nhanh bằng đồ thị bằng điện, này, đó là điểm 2 này, đây là điểm trừ 1, điểm 0 nhỉ, không được. Điều này nhấn mạnh một thực tế quan trọng kể cả khi làm việc với dạng lý thuyết hay số học, các điểm khả dĩ duy nhất mà tại đó đồ thị là cực tiểu hoặc cực đại sẽ có đạo hàm tại đó bằng 0. Tuy nhiên, không phải tất cả những điểm nào có đạo bằng 0 cực tiểu hay cực đại đấy. Đây là điểm này bằng 0 đấy. Nhưng nó không phải cực tiểu. Đây là cực tiểu. Kiểu vậy. Ấy á, thằng không này, bằng không, là bằng không nhưng nó lại là cực đại của địa phương.